chào mọi người. Chờ đợi hớt tóc các bạn ơi. Mà tóc dài quá trời luôn rồi. Nhìn thấy giống ông già 70 quá. Tóc dài và tóc bạc nữa. Nay dẫn team Trẻ Trâu đi hớt tóc ở 30 size 2 rùi nha. Ba mươi sai hai rùa nổi tiếng xã Long Đức ấp Long Đại nghe các bạn. Đó, biết là ba mươi sai hai rùa không? Hả? Không biết. Chỉ có tóc nghe ba mươi sai hai rùa chưa? Hết rồi rồi hả? Chút nữa team của mình sẽ tổ chức quay clip tiếp cho các bạn ơi. Đi hớt tóc nha. Đi xin giới thiệu một cái tiệm hớt tóc ba mươi sai hai rùa nha các bạn. Đó là phòng máy lạnh nha các bạn. Phòng máy lạnh nè. Cả phải chăng phòng máy lạnh. Cái này chỉ hết có 200 ngàn một đầu tóc thôi. Quay cái mặt cái ngáo rồi cố luôn kìa. Hello, xin chào 200 anh em. Tao tiệm hết tóc 30 size hay gùi hết nhanh lắm nha các bạn. Phút 30 giây là xong cái đầu. Nhanh lắm các bạn ơi, không có chờ đợi nữa ha. Máy lạnh đàng hoàng. Tao phải chờ máy lạnh. Mà không, đừng không có máy lạnh đó. Đúng rồi, cái này máy lạnh lắm á. Đây là máy lạnh thiên nhiên nha các bạn. Gió thổi vô hồi lạnh luôn. Hết nhanh lắm. Xong nha, đẹp trai nghe anh em. À, hớt tóc hồi máy lạnh xỉa ra, hồi lạnh rung luôn. Rồi, này cái máy lạnh. Này cái máy lạnh đó nè, máy lạnh. Các bạn đã thấy nãy giờ tụi nhỏ nó đang biểu diễn xe phân khối lớn bốc đầu rồi nẹt bô là ghê quá các bạn. Nói chung là hôm nay mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi xe đạp chậm nha các bạn. Đây là hai đối thủ. Sau lưng mình là hai đối thủ, đó là bạn Nhật Quy và Trí Thiện. Đây các bạn, hồi nãy chưa triển khai nội quy nên hai bạn này thi lại nha các bạn. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Nói trước nghe, cứ đặt thoải mái đi nhưng mà đừng để cho chống giò là thua đó. Thoải mái nha, đừng để cho chống giò. Chống rồi. Anh Quy đã thua. Rồi thua. Hồi thi đầu tiên là bạn Chí Thiện đã thắng rồi, cặp thứ hai mời vô. Em. Rồi chưa, chuẩn bị hết chưa? Rồi, 1, 2, 3, xuất phát. Có nghĩa là chống giò là thua. Cho cái bước thắng thoải mái, đừng để cho chống giò. Đại đây, đừng để chống giò, đừng để chống giò, bạn Trung đã ngã. Rồi. Rồi, phần thi thứ hai là phần thắng thuộc về bạn Phúc nha. Trận đấu tiếp theo là giữa sự đối đầu giữa bạn Đức và bạn Duy. Suzuki nha các bạn. Đây xe che của mình nha các bạn. Đúng không? 1, 2, 3, dứt khoát. Đầu hết sức là cầm rồi. Nếu mà ai chống giò thì sẽ thua nha. Đừng để cho chống giò, cứ chạy đi khoảng đường còn dài lắm nha.
rồi, chưa ngưng trong nữa. Còn bằng cách là chuyên gia là xin xe đạp chậm nhưng mà xe cũng ngon. Rồi phần thắng là thuộc về Băng Di nha các bạn. Rồi sau đây là ba đối thủ đi, thi vô vòng chung kết nha các bạn. Bây giờ là nếu mà ai mà chạy mà chống giò là thua, ai mà chạy mà cắn mức trước là thua, còn người lại là sẽ thắng. Ok. Sa che nha các bạn. Chiếc này chiếc sa che. Băng Di đang điều khiển chiếc sa che đời 2000 hả? 2019 luôn. Ồ sa che này mua nhiêu vậy Băng Di? Mua 10 triệu á. 10 triệu luôn hả? Trời ơi, sa che người ta chạy bằng tay ga, còn này đạp. Chiếc xe này xe gì? À, xe này xe gì? Xe Jin. Xe gì muốn thắng gì trơn hả? Xe Jin. Xe Jin hả? Mua nhiêu tiền? 300 triệu. 300 triệu luôn. Wow, 300 triệu mà không có thắt. Cái gì vậy? Xe đua hả? Trời ơi, xe đua có bội nữa. Đúng thiệt. Đây. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, anh Di, con tiêu. Dòng thi tiếp theo nha. Đây là dòng thi tiếp theo là giữa ba người thua cuộc. Giữa hai con người thắng cuộc là rồi chưa? 1 2 3. Dòng thi chung kết nha các bạn. Có đá đầu giữa Bằng Đức và Bằng Di. Lên đi. Rồi, cho canh mất đi. Được chưa? Rồi. 1 2 3 bắt đầu. Hết sức căng thẳng, hết sức căng thẳng. Hết sức căng thẳng. Được không? Chưa đâu, đoạn đường còn dài lắm nha các bạn. Ok các bạn, cái phần thi xe đạp chậm nó xong rồi các bạn. Giờ mình tiếp tục trò chơi thứ hai, đó chính là chổi lon nhận phần thưởng. Bây giờ các bạn, mình giới thiệu từng thành viên tham gia cuộc chơi nha các bạn. Đây là thành viên Bằng Di. Bằng Di giúp gì? Giúp gì vậy? Tôi giúp tổ ông biết khỏe không? Không, 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 không. Đụm đó đó. Thôi là Nhật Quý. Dạ, giúp cảm thái. Giúp cảm thái luôn hả? Giúp gì? 80 ngàn đôi phải không? Dạ. Giúp gì trời? Giúp thần trưởng. Trời ơi, giúp thần trưởng. Giúp này giống mấy chị BD quá ông nội. Rồi.
Dính màu hồng nha, bạn Đức sử dụng dép màu hồng nha. Bóng, Đức bóng. Đức là Đức rồi, sao đây là bạn kia là em dép gì? Không nói nữa. Đánh lũ đạn. Vũ khí của con là gì đâu? Lũ đạn. Lũ đạn hả? Tại chỗ hồi nổ hết chết ta. Dép Thái. Dép Thái mà Thái vui luôn. Rồi các bạn bây giờ trước khi tham gia cuộc chơi giờ mình thi ai chơi trước phải không? Dạ. Thi không? Bên ông Duy mà. Rồi, ông Duy thi trước. Tiếp Đức. Ai còn thi đi. Ai còn luôn. Rồi ai? Rồi thiện thiện không? Thiện nhất không? Ủa nào chơi trước đâu? Bạn Thiện á, Thiện Nga, Thiện Ngáo. Thôi Thiện Ngáo chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ôi, không nghe. Thôi dựng lên nha. Yeah, mở lên coi là gì? Năm cái thục dầu. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Năm cái thục dầu. Ba. Đổ dầu đi. Anh chọi rồi mà. Rồi bạn gì chọi bạn gì? Thôi ơi, đổ dầu ngay cho thôi. Tiếp theo là ai? Nhật Quy hả? Hột luôn. Hột luôn, giờ tới bằng nước. Trời ơi, Trung có máy quay em ơi. Rồi tới bạn Phúc nha. Rồi vòng một, sao vòng một chứ có bạn Thiện là vòng một có bạn Thiện thôi, bây giờ đi về vòng hai, tiếp tục vòng hai, về 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 không có, không có, không có hột khoan rồi đâu có hả, trời ơi tèo quá, giờ tới tèo rồi, tèo chọi đi hột luôn. Giờ tới ai, tới ai, ai gì không? Ô khoan nghe, khoan nghe, họ ghi lại cái gì? Rồi cái gì cốc? Mày thực thi, thực thi phạt năm cái gì cốc. Rồi Nhật Quy phải không? Rồi xin mời con. Rồi chật lắc luôn. Giờ tới mình nha các bạn. Rồi tới cái băng đất. Chắc có thưởng rồi đó. Rồi rồi cầm phiếu ra luôn, cầm phiếu ra ngoài luôn. Không trời đất ơi. Một. Heo. Ô. Tưởng 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 là phạt. Tưởng mấy nữa hả? Tưởng tưởng phải không? Cái đó bị gió bay chỗ nè. Rồi cầm thiếu đi. Nhảy cốc tại chỗ đi không có sao nè. Rồi đất đi. Rồi đất luôn. 1 2 3 4 5. Ừ tập thể dục thể thao đồ chơi mà. Phải có thể dục thể thao có thưởng có phạt rồi chứ. Rồi tiếp tục vòng 3 xin mời. Con nhất nữa. Vòng 3. Vòng 3. Thiện phải không? Rồi chạy đi. Rồi, tới tèo. Rồi, xả camera tôi, canh lại thiện. Trời ơi, nó canh ngay camera tôi chọi không à. Rồi, tiếp, gì? Hụt luôn. Ai? Nhật Quy phải không rồi? Trời ơi, chọi gì đâu. Hai cái luôn. Thưởng rồi phạt. Thưởng gì đây? Thưởng, phần thưởng có bằng thưởng rồi, năm cái đất rồi.
cầm nó đây. Cầm nó đây. Rồi. 1 lon. Tới mình rồi nghe các bạn. Chọn được 4 lon ảo luôn nè. Năm ca, sáu ca. 2, 3, 4, 5. Có dầu không? Nhảy cốc. Rồi ơi, nhảy cốc luôn. 1, 2, 3. Không nổi. Rồi, xong. Bàn solo của bạn Di Remix. Nhạc phẩm bước qua này nhau. Lê Bảo Bình, này Lê Bảo Di. Mày. Ừ. Đó là muốn lạ đó, muốn lạ. Ê, muốn lạ thiệt. Muốn lạ. Do muốn lạ thiệt. Ồ, có hút vào hút là xin lạ. Solo luôn rồi. Đặt. Ok, đến đây là hết nha các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Trời ơi, cái tay nào nước không vậy?